Nếu các anh em đã thành tâm muốn biết thì tôi đây sẵn sàng trả lời. Tôi đang nắm giữ một chiếc điện thoại bứt phá lượng tử siêu đẳng cấp đến từ OPPO vũ trụ. Hôm nay tôi muốn mời các anh em đến đây để cùng với tôi khám phá xem chiếc điện thoại này có gì đặc biệt nhé. Bắt đầu thôi. Thật ra mà nói thì mình đã lấy chiếc điện thoại này ra rồi, nhưng mà mình sẽ mở hộp cho các anh em xem thử là bên trong hộp có những gì nhé. Mà bây giờ thì cũng unbox cái hộp này ra thôi. Bên trong hộp khi mà vừa mở ra chúng ta sẽ thấy một cái hộp đen như thế này. Thường á, thì nó sẽ đựng các giấy tờ. Bên dưới này sẽ là đây, một tấm card của OPPO rất là xịn. Và bên dưới hộp sẽ là các thứ cần thiết nhất trong chiếc hộp của điện thoại. Sẽ bao gồm một cái củ sạc nhanh Super VOOC, cáp sạc của OPPO, và bên dưới nữa sẽ là một chiếc tai nghe. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với nhân vật chính để xem là có gì đặc biệt nhé. Ok, và trước tiên thì mình sẽ nói về phần thiết kế bên ngoài của máy. Sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối giúp cho khả năng chịu lực của máy được cao hơn, có kích thước màn hình tương đối lớn 6.7 inch cùng khả năng tối ưu viền màn hình lên đến hơn 90%, hoàn toàn khác với những phiên bản trước của hãng, cho người dùng những trải nghiệm ảnh hay là video tuyệt vời hơn. Được trang bị màn hình AMOLED có độ phân giải Quad HD cộng, đạt chuẩn 2K và tần số quét lên đến 120Hz, là chiếc điện thoại Android đầu tiên trên thế giới tiên phong cho công cụ cách mạng 10 bit màu, tái hiện chân thực mọi sắc màu cuộc sống. Và máy còn có khả năng chống chói sáng giúp cho người dùng thấy rõ kể cả ngoài trời hay là trời nắng gắt. Bên trong máy, Find X3 Pro được cung cấp sức mạnh bởi con chip Qualcomm Snapdragon 888 đi kèm dung lượng 12GB, và người dùng sẽ có 256GB bộ nhớ trong để lưu trữ dữ liệu. Dung lượng pin lớn kết hợp với công nghệ sạc nhanh chỉ mất chưa tới 1 tiếng đồng hồ để đầy pin cho máy, sẽ tiện lợi rất nhiều nếu bạn phải di chuyển liên tục và không có nhiều thời gian để sạc như thông thường. Cuối cùng thì chúng ta hãy quay lại với phần camera của máy nhé, vì những gì đặc biệt nhất thường để cuối cùng mà. Find X3 Pro được thiết kế tận 4 camera sau, có phần nhô lên khỏi mặt lưng tạo cảm giác trông như một chiếc núi lửa thu nhỏ. Với phần camera chính có độ phân giải 5MP sẽ giúp cho bạn trải nghiệm chụp ảnh ngay trong tình trạng thiếu sáng. Camera góc siêu rộng độ phân giải cao 5MP cho ra những tấm ảnh chụp bao quát hơn nhưng vẫn giữ được độ nét của ảnh. Camera tele chỉ với 13MP nhưng có thể chụp xóa phông rất chuyên nghiệp. Và cuối cùng là camera kính hiển vi, hay còn được gọi là camera micro lens 3MP, là chiếc camera kính hiển vi đầu tiên trên smartphone từ trước cho đến nay. Chính xác là với khả năng phóng đại 60 lần sẽ hoạt động như một chiếc kính hiển vi thực sự mà các bạn đã từng biết đến. Thêm một chi tiết không kém phần đặc sắc nữa, đó chính là chiếc camera trước có độ phân giải là 32MP. Như mình đã nói, nó có độ phân giải khá cao và đầy đủ các tính năng như HDR, khả năng chụp trong tối, làm đẹp, vân vân. Và đương nhiên vì nó là một đứa con của OPPO, cho nên nó hoàn toàn có thể sở hữu những gì đặc biệt nhất, tinh túy nhất đến từ một chiếc camera nói riêng hay là một chiếc smartphone nói chung. Và nó chính là Find X3 Pro. Và để có thể sở hữu em nó sớm nhất thì hãy nhanh tay đăng ký đặt hàng trước tại chuỗi hệ thống cửa hàng của CellphoneS với giá cực kỳ ưu đãi 26.990.000 đồng tại đường link ở phần mô tả phía bên dưới. Các anh em đã muốn rời đi sao? Đã nhấn like chưa? Share nữa, subscribe nữa chứ. Hẹn gặp các anh em trong những số lần sau. Tạm biệt.